Chương 9. Những lần hiện ra sau này. Cuộc hiện ra ngày 15 tháng 5 năm 1947. Chị Pierina thuật lại, tôi đang đọc kinh mân côi trong một ngôi nhà nguyện nhỏ. Nặng trĩu nỗi buồn sầu lo lắng quát quay. Khi theo ý đức giám mục đáng kính Jacinto Chidisi, tôi buộc phải sống nhiều năm trong một tu viện ở Brescia. Tại đây tôi quen một bà góa có lòng đạo đức tốt lành. Bà luôn tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ tôi về mọi mặt. Nhiều tháng nay bà đang phải chịu nằm bất toại chờ chết, nên rất cần một điều dưỡng viên xả kỳ. Vì thế, ngày này sang ngày khác, tôi đã săn sóc nuôi dưỡng và ở lại với bà ban đêm. Cùng thời kỳ này, gia đình riêng của tôi cũng mắc phải một căn bệnh trầm kha. Tôi phải bận rộn giúp đỡ hết nơi này đến nơi kia, nên những kinh nguyện tôi vẫn đọc thường xuyên và những việc sùng kính, đạo đức hàng ngày của tôi đôi khi bị sao lãng. Cả những lúc tôi lần hạt mân côi, thì những ý nghĩ thấy mình thiếu thốn làm cho tôi lo lắng. Rất bất ngờ, hoàn toàn không một chút hy vọng đợi chờ, Đức Maria hiện đến trong một khung trời vinh quang chói sáng và nói ngay với tôi rằng: trái tim của Đức Giêsu, người con rất thánh của mẹ, không để mất đi cái gì cả. Những việc bác ái đối với tha nhân cũng là những kinh nguyện. Tình yêu chân thật dành cho tha nhân cũng là tình yêu Thiên Chúa thật. Ước chi con cái đời này hiểu được lòng yêu mến Chúa thực là gì. Nếu người ta thực sự yêu mến tha nhân thì hòa bình sẽ có trên khắp mặt đất này. Thay vì vậy, người ta lại phạm những tội lỗi nặng nề làm mất lòng Thiên Chúa. Thời nay, thời mà con người ta tự nâng mình lên trên cả Thiên Chúa và sống như những kẻ vô đạo, không còn biết có Thiên Chúa nữa. Đây là một thảm họa thực sự mà phần lớn con người rơi vào cái nhãn quan sai lầm, gieo rắc khắp thế giới. Hậu quả là một phần lớn loài người bị hư mất. Đức nữ nói những lời này với một nét mặt rất buồn bã, nhưng rồi dáng mặt mẹ chuyển sang vẻ vui tươi. Mẹ tiếp lời: nhưng có những tâm hồn âm thầm, lặng lẽ cầu nguyện, dâng nhiều hy sinh và đền tội. Chính những tâm hồn này hằng lôi kéo lòng thương xót Chúa xuống. Mẹ vẫn hằng hiện xuống trái đất, loan báo sứ điệp yêu thương. Nhưng loài người mãi điếc đặc trước những van nài khẩn thiết với hết con tim của mẹ, ám chỉ một số sứ điệp riêng tư, cá nhân. Khi rời đi, mẹ nói: tại nguyện đường này sẽ có biết bao kinh nguyện được tiến dâng, biết bao con cái mẹ đến cầu nguyện với những lo âu, đau khổ, phiền não. Mẹ luôn cận kề và ban xuống cho chúng những hồng ân của con thánh mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Rồi mẹ giang tay ra hướng lên trời và ban phép lành rất thánh bằng những lời này: nguyện phép lành từ mẫu xuống trên con. Trên ngôi nữ nói những lời này với một nét mặt rất buồn bã, nhưng rồi dáng mặt mẹ chuyển sang vẻ vui tươi. Mẹ tiếp lời: nhưng có những tâm hồn âm thầm, lặng lẽ cầu nguyện, dâng nhiều hy sinh và đền tội. Chính những tâm hồn này hằng lôi kéo lòng thương xót Chúa xuống. Mẹ vẫn hằng hiện xuống trái đất, loan báo sứ điệp yêu thương. Nhưng loài người mãi điếc đặc trước những van nài khẩn thiết với hết con tim của mẹ, ám chỉ một số sứ điệp riêng tư, cá nhân. Khi rời đi, mẹ nói: tại nguyện đường này sẽ có biết bao kinh nguyện được tiến dâng, biết bao con cái mẹ đến cầu nguyện với những lo âu, đau khổ, phiền não.
Mẹ luôn cận kề và ban xuống cho chúng những hồng ân của con thánh mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Rồi mẹ giang tay ra hướng lên trời và ban phép lành rất thánh bằng những lời này: nguyện phép lành từ mẫu xuống trên con, trên ngôi nhà này và trên mọi vật người ta dâng vì lòng thành kính. Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện luôn luôn. Hãy giúp mẹ làm cho nhiều người khác nữa cầu nguyện thật nhiều. Mẹ luôn gần bên con với sự phù trợ đầy từ mẫu. Sau đó mẹ biến đi. Cuộc hiện ra ngày 29 tháng 6 năm 1974. Đại lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Bổn mạng của chị Pierina Julie. Chị Pierina Julie kể lại, vào khoảng 19 giờ sáng tôi đang lần hạt mân côi trong nguyện đường. Tôi đang cầu nguyện cho bà Maria, vì ân nhân đạo đức tốt bụng của tôi, vì từ mấy tháng nay bà lâm trọng bệnh và nguy kịch, bà chịu nhiều đau đớn. Tôi đang đọc kinh thì thực không ngờ chút nào Đức Maria hiện đến. Vui mừng biết bao, mẹ lập tức nhận mọi ý nghĩ, lo lắng của tôi. Ngay khi tôi chưa kịp nói gì thì chính mẹ đã nói trước. Bà ấy sắp được lên thiên đàng với mẹ. Mẹ nói rất vui vẻ và nhân ái. Mấy ngày sau đó, bà Maria, vị ân nhân đó của tôi, qua đời. Mọi lễ vật và mọi hy sinh đau khổ được thánh hóa bởi ý hướng ngay lành sẽ trở nên ân phúc cho toàn thế giới và cho chính linh hồn ấy, một phần thưởng lớn lao trên thiên đàng. Tôi lại xin ký thác nơi mẹ những người đau ốm khác và nhiều nỗi lo âu, sâu khổ mà người ta nhờ tôi cầu nguyện cho họ. Mẹ trả lời ngay: mẹ luôn gần gũi bên con với một tình yêu hiền mẫu. Sau đấy tôi thưa: Đức Nữ kính ái, vào ngày 13 tháng 7 kỷ niệm một trong những lần mẹ hiện ra, rất nhiều người hành hương sẽ tới và muốn tham dự việc cầu nguyện và đền tội ở Fontanelle, nhất là cho các linh mục, tu sĩ và các ơn gọi thánh. Trong khi tôi còn đang nói, Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy một bức tranh. Ở đấy là một đám đông bạt ngàn dân chúng. Mẹ nói, họ sẽ được một ngày hiệp hoan trên trời, nơi mà họ sẽ được thấy những lễ vật tình yêu của họ dâng cầu nguyện cho giáo hội sẽ chiếu sáng vinh hiển trên trời. Chị Pierina Julie tiếp tục, bỗng nhiên, một lần Đức Mẹ hiện ra trước đây gây nhiều ấn tượng, chợt bừng sống lại trong tâm trí tôi, đó là ngày 13 tháng Giêng năm 1951. Trong lần ấy, mẹ cho tôi thấy người đứng ngay ở cửa có hình vòm cung, rực rỡ trong ánh sáng vàng, và những chữ được ghi rõ ràng bắn ra những tia sáng: hãy có trời đất, hãy có ơn cứu chuộc, Maria, đấng đồng công cứu chuộc. Sau đó tôi không những chỉ thấy cảnh tượng vinh hiển này, mà còn được nghe cả một ca tòa hợp sướng tuyệt diệu. Vì thế tôi thưa mẹ: lạy mẹ kinh ái, con đang được nghe dàn hợp sướng tuyệt diệu. Phải chăng đấy là các thiên thần trên trời? Ngay lúc này, toàn thân mẹ trở nên lộng lẫy vinh hiển. Mẹ nói: phải, đúng đấy, các vị là các thiên thần. Hạnh phúc cho người nào phó thác mình dưới sự bảo vệ che chở của thiên thần bản mệnh của mình và tuân theo sự chỉ dẫn của Ngài trong đáy lòng. Bởi vì thiên thần bản mệnh luôn luôn lo lắng cho linh hồn được trao phó cho Ngài coi sóc. Khi một linh hồn được lãnh nhận phần phúc thiên đường như một phần thưởng xứng đáng, thì thiên thần bản mệnh sẽ đi tìm linh hồn. Linh hồn ấy sẽ được cùng Ngài chung hưởng niềm vui,
cùng ngài tháp nhập vào ca đoàn các thiên thần ca hát mừng Thiên Chúa toàn năng, là cha thiên đường trong niềm vui bất tận. Với những lời này, áo choàng của Đức Mẹ bỗng mở ra và thành mênh mông như một vò vĩ đại trên trời, như tôi đã được thấy trước đây. Bỗng nhiên tôi lại thấy hàng vạn các thiên thần. Các ngài làm cho tà áo của mẹ rộng mãi ra và chính các ngài làm thành hình tà áo này. Có những thiên thần nhỏ, những thiên thần lớn và vị nào cũng đầy quyền năng, xếp hàng từ trên xuống mãi vô tận. Các ngài mặc y phục sáng láng, đội triều thiên đủ mọi thứ biểu tượng. Các ngài mở rộng và trải tà áo của mẹ trên cái vòm vô biên của thiên đường. Tôi lại thấy ở phía dưới, thật gần khít các thiên thần một đám đông ngút ngàn những người trong một bình nguyên mênh mông. Trong số đó, có nhiều vị giám mục, linh mục, tu sĩ và các tín hữu đàn ông, đàn bà và trẻ em. Tôi có thể nhận ra và phân biệt được rõ ràng nhiều người tôi đã quen, đặc biệt là một vị giám mục, một vài linh mục và nhiều người khác. Nhưng hầu hết đều là những người tôi không quen biết. Tất cả thiên thần và đám đông vô kể ấy cùng chung tiếng chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa, Thánh, Thánh, Thánh. Chúa là Thiên Chúa thật đáng yêu mến, tôn thờ và chúc tụng khen danh người cho đến muôn muôn đời. Lạy mẹ Thiên Chúa, mẹ đầy ơn phúc, ước chi mẹ được tôn vinh dưới đất cũng như trên trời. Tôi không biết cảnh thiên đường oai nghiêm, nguy nga, hùng vĩ này kéo dài trong bao lâu thì chấm dứt. Tôi hoàn toàn mê mẩn trong lửa mến yêu, đến độ tôi không còn chút khả năng suy nghĩ và hỏi han thêm được một điều gì nữa. Nhưng khi tôi ý thức được rằng Đức Mẹ sắp sửa rời đi, thì như đã quen tôi xin người ban phép lành. Trước tiên mẹ giang hai tay hướng lên trời cẩn thận làm một dấu thánh giá bằng tay phải và đọc: phép lành của Thiên Chúa xuống trên con, trên tất cả các con cái của mẹ, trên tất cả những đồ vật chỉ lòng sùng kính mà con đang để ở đây. Phép lành này cùng với tình mẫu tử sẽ được ban phát cho những ai siêng năng đọc kinh Mân Côi và đeo hình ảnh của mẹ trên ngực. Khi rời đi, mẹ trang trọng nói: Vivi de Amor nghĩa là hãy sống yêu thương hoàn toàn, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Chị Pierina Julie nói: không biết khi lên thiên đàng thì làm sao. Lạy Thiên Chúa, con xin cảm tạ vì tình yêu sung mãn của người. Cuộc hiện ra ngày 8 tháng 9 năm 1974. Chị Pierina Julie tường trình: lúc đó gần 1 giờ chiều, tôi đang đọc kinh Mân Côi trong nhà nguyện. Bất ngờ Đức Maria như mọi khi, mẹ rất tuyệt mỹ, sáng láng và nhân hậu. Mẹ nói với tôi: mẹ là Maria, mẹ giáo hội. Vì giáo hội này, vì Đức Thánh Cha, các linh mục và tất cả các con cái trong giáo hội, mẹ xin các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện để nhờ thế lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân trở lại nơi con tim của loài người. Chị Pierina Julie thưa: vâng lạy mẹ kính ái, với sự trợ lực của mẹ con sẽ thực hiện những điều mẹ dạy và truyền bá mệnh lệnh của mẹ. Bỗng nhiên Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy mặt tiền của một ngôi thánh đường nguy nga vĩ đại với 5 vòm cuốn tròn. Bên trên trung tâm của vòm cuốn giữa, sừng sững một cái gì vừa giống như một thạch trụ tròn cao lớn, lại vừa giống như một thánh giá. Từ giữa của vật đó chói sáng, lấp lánh những tia sáng vút xa trong bầu trời.
Vòm trung tâm bao gồm gian giữa của giáo đường. Bên trái và bên phải là hai vòm tròn khác gồm các gian cạnh. Như vậy toàn bộ thánh đường được kiến trúc có 5 gian. Tôi nhận thấy mặt ngoài và chính diện của thánh đường có 5 cửa khổng lồ làm lối ra vào. Tôi cũng nhìn vào bên trong thánh đường đầy những người đủ mọi sắc tộc màu da. Khi tôi hỏi Đức Mẹ, lạy mẹ kinh ái, giáo đường này có nghĩa là gì? Mẹ đáp lại, Thiên Chúa Con Thánh Mẹ, Đức Giêsu Kitô đã sai mẹ tới để hiện diện giữa loài người. Người muốn có một thánh đường như thế sẽ được xây dựng ở Fontanel gồm 5 vòm cuốn hình tròn, gian giữa và các vòm trần. Tượng trưng là người yêu thích ôm lấy cả 5 châu lục trong cánh tay người. Ngưng một lúc, mẹ lại tiếp. Hãy kêu cầu Tổng lãnh Thiên Thần Michael bảo trợ cách đặc biệt. Như vậy Ngài có thể bảo vệ hội thánh chống lại tất cả những kẻ thù bách hại và chống đối đang đe dọa. Vì giáo hội chưa bao giờ phải nguy biến, hiểm họa nặng nề như hiện tại. Mẹ sẽ tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội. Từ một nơi nhỏ bé này, ánh sáng sẽ được lan tỏa đi khắp nơi. Bất ngờ từ mẹ tỏa ra một ánh sáng dạng người lộng lẫy vinh hiển hơn gấp bội. Mẹ nói, chắc chắn là ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa. Chị Pierina Julie sau đó lặp lại, chúng con xin cảm tạ mẹ kính ái vì tất cả tình yêu lớn lao cao cả mà mẹ đã dành cho chúng con. Nhưng con có thể trình lại cho các vị hữu trách trong giáo hội điều mà mẹ muốn thế nào được. Chị Pierina Julie nói, tôi bất ngờ phát ra thành tiếng. Tôi thấy cổ họng mình đau đớn ghê lắm. Vì chính trong buổi sáng hôm nay lễ sinh nhật Đức Mẹ, các bảng cổ võ lên án về các cuộc thần hiện trên cửa ra vào nhà thờ chính tòa Montichiari, nơi mà một thời gian trước đó chúng đã biến mất. Thật hiển nhiên rằng chúng đã được mới in lại, Đức ông Rossi, trong lúc nói chuyện ngày 20 tháng 9 năm 1947 đã ám chỉ lần nữa khi Ngài nói. Bích chương chống đối sự khả tín về các lần Đức Maria Hoa Hồng mầu nhiệm hiện ra ở Montichiari là một điều sỉ nhục nặng nề hơn hết đối với sự chân thật, công lý và tình yêu. Nhất là bản dịch Đức ngữ trong đó có câu tôn thờ Đức Maria được lặp lại 2 lần. Không chỉ là một lần xúc phạm nặng nề huấn quyền của giáo hội liên quan đến việc tôn sùng Đức Maria, nhưng nhất là những lời ấy thực sự nói phạm đến Đức Maria. Một điều sẽ không thể không bị phạt. Đức ông Rossi nói, Ngài đã nhận thấy những đối thủ hung hăng đặc biệt chống đối các cuộc thần hiện đã phải chết cách bất đắc kỳ tử. Một cái chết bất ngờ không mong đợi. Thiên Chúa không tha thứ những sự chế giễu nhạo cười, nhất là người không cho phép kẻ nào lăng mạ mẹ người mà không có hình phạt. Trong bất cứ trường hợp nào, tôi biết một điều rằng Đức Giám mục Bressa, Đức cha Luigi Mostabilini không đứng sau những bích chương cổ động xúc phạm ấy. Khi viếng thăm Montichiari, Ngài không thấy một bức nào như thế. Trong thời gian dài Ngài lưu lại Montichiari thì những bích chương đó bị giấu đi. Nhưng sau khi Ngài vừa rời khỏi đó, thì chúng lại được trưng ra. Tôi cũng nghe được những câu sau đây của Đức cha. Tôi liên miên bị áp lực từ phía. Phải lên án mạnh mẽ chống lại hoa hồng mầu nhiệm đáng kính và phải ra lệnh cấm dòng thác người đông đảo hành hương tới Montichiari. Nhưng nếu thực sự cuộc thần hiện của Đức Maria đã lôi kéo họ tới đây, thì tôi nghĩ rằng tôi mang một trách nhiệm nặng nề, đáng chê trách. Và vì thế tôi muốn tránh những khó khăn do việc cấm đoán. Ở đây ta phải
Ở đây ta phải lưu ý một điều nữa là Đức ông Rossi là cha sở của giáo xứ Montichiari suốt 20 năm, từ năm 1949 đến năm 1971. Ngài còn sống dù nghỉ hưu. Nhưng chính lúc này, Ngài vẫn là một kinh sĩ, nghĩa là một thành viên trong hội đồng giáo sĩ của giáo phận Brescia. Và hầu như mỗi buổi sáng, Ngài vẫn tới đây để làm việc theo chức vụ của Ngài. Ngài cũng đang giữ một chức vụ quan trọng trong việc quản trị giáo phận. Và vì thế Ngài cũng biết rõ thái độ của Đức Giám Mục đối với các cuộc thần hiện của Đức Maria ở Montichiari. Đức Giám Mục không hề cho phép trưng bày các bích chương nói trên. Chúng không mang chữ ký của Ngài. Và lại Ngài cũng không thể thoáng thấy khi Ngài viếng thăm mục vụ ở nơi đây. Chi Pierina Giuli thuật thêm, khi tôi lại thấy những bích chương ấy trên cửa nhà thờ chính tòa trong ngày lễ sinh nhật Đức Maria, tôi cảm thấy như một vết đâm sâu trong trái tim tôi và đau đớn suốt buổi sáng vì vết thương này. Thật hiển nhiên là Đức Maria cũng đã hiểu vết thương trong lòng tôi. Mẹ nói với giọng ấm áp khác thường. Khi mẹ vừa hiện đến, mẹ đã có những bước xúc tiến trong vấn đề này. Mẹ đã hằng nói tận con tim của con cái của mẹ và đã khích lệ họ thêm can đảm trở nên những sứ giả tình yêu mẹ. Thông báo tin tức mẹ đưa đến và quảng bá tình yêu tha nhân. Nói thế rồi Đức Maria bất ngờ chỉ cho tôi thấy một bức tranh. Ở đấy tôi thấy quanh Đức Maria có Đức Thánh Cha và nhiều các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân không đếm nổi. Trong đó tôi nhận ra một vị giám mục. Một đám đông ngút ngàn đang chăm chú nhìn lên mẹ với lòng yêu mến phấn khởi vui mừng. Và tôi khẩn cầu Đức Maria chúc lành cho tất cả. Mẹ nói, mẹ luôn luôn gần bên họ, để thêm sức mạnh cho họ bằng ơn phúc của Chúa. Nhưng hãy bảo họ siêng năng cầu nguyện, làm việc bác ái hy sinh với lòng yêu mến luôn mãi. Chị Pierina Julie trả lời, con cảm tạ mẹ thật nhiều, lạy mẹ kính ái. Con ước ao được thấy tất cả mọi người tôn kính và yêu mến mẹ. Vì vậy, con khẩn nài mẹ giúp con vì con quá bé nhỏ và nghèo hèn. Đức Maria mỉm cười nhân hậu với tôi. Tay phải mẹ chạm vào tôi bằng một cử chỉ yêu thương, có ý mẹ sẽ giúp tôi. Mẹ chắp tay lại ngước mắt lên trời và như thường lệ ban phúc lành với lời, nguyện phép lành của Thiên Chúa xuống nơi này và trên tất cả những ai mà con hằng ấp ủ trong lòng. Mẹ càng trở nên tươi thắm họ khi mẹ nói, đấng tôn vinh, yêu mến và chúc tụng thay Đức Chúa trên cõi thiên đường và mọi nơi trên mặt đất. Chị Pierina Julie tiếp, mẹ từ biệt về trời. Ôi nhân hậu biết bao, Đức Maria mẹ của chúng ta, mẹ đã nhận thấy vết thương đến chết được trong trái tim tôi và tới ngày để an ủi tôi. Người ta phải... Chị Pierina Julie kể lại, vào lúc 21 giờ 30 phút, tôi đang cầu nguyện trong nguyện đường thì bất ngờ Đức Maria hiện đến và phán. Thời đại càng trở nên xấu hơn và cơn nguy biến kinh khủng đang đe dọa cho cả giáo hội và nhân loại. Mọi sự sẽ trở nên tồi tệ hơn đến mức người ta nghĩ rằng tất cả sẽ mất hết. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn là người yêu thương và giúp đỡ con cái hết mực. Vì thế, mẹ hằng âu yếm che chở, bênh đỡ chúng ta. Mẹ luôn hy vọng nơi các con của mẹ siêng năng cầu nguyện nơi mẹ, phó thác nơi mẹ. Mẹ luôn mở tay đón nhận những lời van xin của con cái mẹ. Mẹ luôn mong chờ, tìm kiếm những lời nguyện xin của các linh mục.
vì những hy sinh đầy yêu mến đó sẽ làm cho mẹ lại xuống cùng giáo hội một cách vinh hiển hơn bao giờ hết. Rồi với vẻ rất buồn bã, mẹ tiếp: "Như con đã biết, loài người kiêu hãnh đã thành công trong việc gây lúng túng khó xử cho các chủ chăn trong giáo hội. Chúng muốn đuổi mẹ ra khỏi giáo hội, và chúng muốn đuổi mẹ ra khỏi con tim của các con cái mẹ. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu sẽ sai đấng soi sáng đến vinh quang hiển hách biết bao. Người sẽ cai trị đời đời như đức vua của trời và đất với tất cả vinh hiển thuộc về Người." Bây giờ Đức Maria sáng ngời uy nghi. Mẹ dạy tiếp: "Và cũng là vinh quang cho mẹ Người như vẫn hằng có trong giáo hội." Chị Pierina Julie đáp lại: "Cảm tạ mẹ kinh ái. Con sẽ trình những điều ấy lên các vị chủ chăn trong giáo hội. Như vậy những điều mẹ muốn sẽ được hoàn thành." Đức Maria nói tiếp: "Phải. Hãy báo với các ngài là mẹ đem tới cho các linh hồn tình yêu, an bình, thuận hảo và chọn trái tim từ mẫu. Mẹ đổ tràn trên chúng ân phúc dư tràn phong nhiêu của Thiên Chúa." Chị Pierina Julie tường thuật tiếp: "Bây giờ tôi có thể đệ đạt cùng Đức Maria rất nhiều những ý nguyện mà người ta đã gửi gắm cho tôi. Với những ý nguyện này," Đức Maria lặp lại: "Pierina Julie, mẹ thực hài lòng biết bao khi con cầu xin những điều như thế với lòng trông cậy mạnh mẽ. Hãy nói với những linh hồn tốt lành và quảng đại, xưa nay đã sẵn lòng cộng tác, và họ cũng sẽ tiếp tục cộng tác nhiệt tình vào công cuộc của mẹ, rằng mẹ hứa che chở họ cách đặc biệt và sẽ ban ơn trọng đại. Với hết tình mẫu tử của mẹ, Pierina Julie hãy cầu nguyện và hãy làm cho nhiều người biết cầu nguyện lên mẹ. Nhờ đó lòng thương xót của Chúa có thể bao phủ lên khắp cả loài người. Dù là trong nguy biến dữ dằn, mẹ vẫn luôn ở bên các con, yêu mến các con và ban ơn cứu rỗi cho toàn thế giới." Cuộc hiện ra ngày 8 tháng 4 năm 1975. Chờ si Pierina Julie tường thuật, buổi sáng vào khoảng 6 giờ 25 phút tôi đang cầu nguyện trong nguyện đường thì Đức Maria hiện ra cũng thật, yêu mến các con và ban ơn cứu rỗi cho toàn thế giới. Cuộc hiện ra ngày 8 tháng 4 năm 1975. Chờ si Pierina Julie tường thuật, buổi sáng vào khoảng 6 giờ 25 phút tôi đang cầu nguyện trong nguyện đường thì Đức Maria hiện ra cũng thật bất ngờ. Mẹ đẹp lạ lùng. Với đôi môi của mẹ mỉm cười nhân ái, mẹ nói mẹ rất hài lòng. Vì cuối cùng thì một phần rất nhỏ trong những điều mẹ nài xin xưa nay đã được hiện thực. Đó là pho tượng của mẹ được mang tới Fontanelle trong một cuộc rước kiệu. Lần thứ ba mẹ hiện ra ở Fontanelle trong ngày lễ mình máu Thánh Chúa ngày 9 tháng 6 năm 1966. Đức Maria đã yêu cầu: "Mẹ muốn rằng ở đây một pho tượng sẽ được dựng nên nhìn về hướng giếng nước. Trên pho tượng có mái che. Mẹ muốn pho tượng đó sẽ được cung nghinh tới đây trong ngày 13 tháng 10. Nhưng trước đó mẹ muốn dân chúng Montichiari phải được dâng hiến cho trái tim vô nhiễm mẹ. Montichiari là nơi mà con thánh mẹ đã muốn chọn để sai mẹ đến phân phát ơn phúc của tình yêu người." Giải thích: "Trong thời điểm này cha sở của giáo khu là đức ông Abbot Francisco Rossi đã đặt gia đình Peratoner ở Saint Ulrich Gronertal tạc một pho tượng với chiều cao 2 mét. Đồng thời một nhà nguyện nhỏ cũng được xây dựng ở nơi mẹ đã đánh dấu vào ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngày 9 tháng 6 năm 1966 khi mẹ hiện ra trên cánh đồng lúa mì chín vàng. Trong nguyện này,
pho tượng được đặt chính nơi mà Đức Mẹ muốn khi hiện ra tại đó. Pho tượng đó hoàn chỉnh và được đưa tới Montichiari, thì như một cơn cuồng phong ập đến của những sự chống đối nổi lên phá hủy chương trình của cha sở, nhất là trong khuôn viên nhà thờ. Nên việc dâng hiến cho trái tim mẹ trong nhà thờ chính tòa và cuộc rước kiệu trang nghiêm dự kiến tụ họp đông đảo người tham dự để rước pho tượng tới Fontanelle, như lời yêu cầu của mẹ phải hủy bỏ. Vào buổi chiều, pho tượng được rước đi trong im lặng, âm thầm tới một nguyện đường nhỏ trên đường đi Capenedolo. Ngay phía trước, trên một cái mái nhô ra, là một tượng Đức Mẹ cỡ nhỏ. Đi quá 150 mét nữa dọc theo con đường đã phủ nhựa, bên tay phải là một con đường mòn gồ ghề dẫn qua một con cầu nhỏ để tới Fontanelle, khoảng cách chừng một cây số. Sáng sớm tinh mơ, trước 5 giờ sáng dưới sự hướng dẫn của vị linh mục, pho tượng được mấy người đàn ông kiệu đi hết sức kín đáo để tới Fontanelle để đặt vào nhà nguyện. Đức Mẹ sáng ngời trong ánh hào quang khác thường đã phán dạy: nơi đây, nơi mà nước phun dồi dào đã được Thiên Chúa chúc lành và cũng được thánh hóa bởi các cuộc thần hiện và sự hiện diện của mẹ. Nơi đây nhiều con cái mẹ sẽ nhận được những hồng ân trọng đại. Nơi đây mẹ sẽ ban ân phúc dồi dào cho tất cả các con cái của mẹ, những ai yêu mến, tôn vinh mẹ và dâng nhiều lễ vật. Chị Pierina Julie thuật tiếp, ngày hôm trước, một người nào đó đã báo cho tôi biết Ly thuật tiếp, ngày hôm trước. Một người nào đó đã báo cho tôi biết là có một âm mưu vu khống xấu xa chống lại tôi. Bấy giờ khi những ý tưởng này lóe lên trong óc tôi, Đức Mẹ đi thẳng vào vấn đề. Mẹ nói: Con Thánh Mẹ, Đức Giêsu Kitô đã phải đóng đinh vào thập giá cũng chính vì người ta không tin vào người. Nhưng vì tình yêu cao cả, vì yêu mà Ngài đã chết để tha tội cho chúng, con cũng hãy tha thứ cho họ nữa. Cũng hãy yêu thương như người đã yêu. Con hãy quảng đại dâng những sự đau đớn của con. Con hãy nhắc lại một lần nữa hành vi tha thứ và yêu thương như một của lễ. Chị Pierina Julie tiếp tục: Con thưa mẹ, lạy mẹ kính ái, xin mẹ cho con biết trước khi nào mẹ hiện ra nữa. Trả lời cho câu hỏi này, Đức Maria lặp lại: Chính Thiên Chúa đã muốn rằng các cuộc thần hiện của mẹ không được báo trước. Chị Pierina Julie, bây giờ tôi có thể dâng lên Đức Maria nhiều ý nguyện mà người ta đã nhờ tôi khẩn cầu cùng mẹ. Tôi xin mẹ ban phép lành cho tất cả những người cộng tác, những người bệnh tật. Đức Maria kính ái trả lời trong tin yêu và lòng nhân ái của mẹ: Hãy bảo chúng tất cả là mẹ yêu thương chúng và ban cho chúng muôn ơn trời cho chúng. Hãy cầu nguyện và yêu thương nhau, hỡi tất cả các con cái của mẹ. Nói thế rồi, Đức Maria chỉ cho tôi thấy một bức tranh có nhiều người mà tôi quen biết và nhiều người mà tôi cũng không biết. Hãy ở mãi trong tình yêu và bình an, và một ngày kia các con sẽ được cùng mẹ trên trời cho đến muôn ngàn đời. Chị Pierina Julie, khi tôi khẩn cầu mẹ ban phép lành cho tất cả các đồ vật biểu hiện lòng sùng kính mẹ, Đức Maria nhân ái và vui vẻ trả lời: Nguyện xin phép lành của Thiên Chúa xuống dồi dào trên các vật này. Bây giờ Đức Maria bất ngờ tỏ mình ra trong sự đau đớn nát lòng và nức nở: Ôi! Nếu con biết rằng nhiều biết bao các con cái của mẹ đang đi vào con đường dẫn đến diệt vong. Một lát sau, mẹ tỏ hiện ánh sáng huy hoàng và vui mừng nói cách quả quyết những lời cầu nguyện.
hy sinh và đền tội của nhiều người ngăn ngừa án phạt của Thiên Chúa đã hòng giáng xuống trên loài người. Rất mực yêu thương, mẹ luôn luôn cầu xin với con mẹ, Đức Giêsu Kitô, hãy âm thầm cầu nguyện và hy sinh. Sau đó vào lúc 11 giờ sáng Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh, ngày 6 tháng 4 năm 1975, cuộc cung hình tượng Đức Maria để đền tội lần đầu tiên được thực hiện. Pho tượng này cao 1 mét, được nhà điêu khắc Pera Thorner, người trong gia đình Stenthunrich ở Gronotto, gần Bozen tạc. Pho tượng được siết chặt vào một cái bệ bằng phẳng để có thể di chuyển dễ dàng và an toàn trong cuộc rước do 4 người khênh kiệu. Trong ngày Chúa Nhật sau tuần bát Nhật Chúa Phục Sinh, những trận bạc thể vượt qua chân núi Alpai. Ước mơ của họ muốn được đến nơi mẹ thần hiện mà không thành làm cho tâm trạng họ buồn bã phải quay về. Còn những ai đi qua được những con đê trước khi có băng tuyết, thì khi trở về họ cũng phải chịu nhiều sự thử thách gian nan trong mấy ngày liền. Những ngày trong tuần bát Nhật Phục Sinh là những ngày khiến khách hành hương phải chịu nhiều gian nan thử thách. Tuy nhiên vẫn đông đảo những người từ Áo, Thụy Sĩ, Đức và Ý đến tham dự cung nghinh rước Đức Mẹ lần đầu tiên này. Sau 2 giờ chiều, cuộc cung nghinh Đức Mẹ để đền tội khác được khởi hành từ Fontanelle tới cầu và quay về, đi được khoảng 2 km. Tuy nhiên trời mưa như chút nước cho nên tượng Đức Mẹ không thể cùng đi với đoàn hành hương và cũng nhiều người không thể tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ đó được. Vào buổi chiều ngày Chúa Nhật đó khoảng 5 giờ chiều, một trận bão mạnh thổi từ Tây sang Đông. Về phía Đông bầu trời xanh đen kéo cơn mưa tối hết cả một vùng trời. Một tia ánh nắng mặt trời ló ra và bừng lên từ phía Tây xua tan một vùng trời đen tối mạn phía Đông. Chúng tạo nên hai cầu vồng, một cái trên và một cái dưới trông thật lạ kỳ. Trong khi đó, một số rất đông dân cư địa phương đa số là những người già kháo nhau là họ không thể nhớ rằng từ trước đến nay chưa khi nào được thấy hiện tượng khác thường như vậy. Đó phải chăng là mẹ thiên đường muốn ban cho một dấu chỉ? Có lẽ, trước tiên mẹ hài lòng về các hy sinh, cố gắng, về tình yêu và lòng trung tín phó thác của những người hành hương trong những ngày này. Nhưng đúng hơn đấy là một dấu hiệu sự an ủi của niềm hy vọng trong tương lai, kèm theo một yêu cầu và khuyến dụ, hãy dành cho Đức Maria tình yêu và lòng tôn kính phải có đối với mẹ. Hãy thực hiện các yêu cầu của mẹ là cầu nguyện, hy sinh và đền tội. Rồi mẹ sẽ chiến thắng, vinh hiển và hòa bình sẽ ngự trị. Đúng như mẹ đã hứa ở Fatima, ngay tại trận Đại Hồng Thủy thời Neo, cầu vồng xuất hiện trên trời là dấu hiệu bảo đảm của ân sủng. Sáng sớm ngày thứ ba sau Chúa Nhật bát Nhật lễ Phục Sinh, Đức Maria hiện ra và tỏ ra hài lòng về cuộc cung nghinh mẹ lần thứ nhất với ý đền tội. Đây là lời khuyên và mời gọi rất rõ ràng là ta cần phải nghiêm chỉnh nghe theo những lời, những yêu cầu của Đức Maria và thi hành những mệnh lệnh đó với hết sức có thể của mỗi người chúng ta. Khi Thiên Chúa đòi ta sự gì, cũng ban đủ ơn cho ta thực hiện những điều đó và sau khi đã thực hiện thì sẽ ban cho ta phúc lành và phần thưởng xứng danh là ơn trời. Cuộc hiện ra ngày 3 tháng 7 năm 1975. Chị Pierina Julie thuật lại. Vào lúc 8 giờ sáng, sau khi tôi tham dự thánh lễ ở nhà thờ chánh tòa trở về như thường lệ, tôi tới tượng đài Đức Maria trong nhà nguyện để viếng và cảm ơn mẹ. Bỗng nhiên Đức Maria hiện ra. Tôi vừa thấy mẹ. Những ý tưởng hiện lên trong tâm trí tôi và tôi thốt ra thành lời với mẹ. Ôi Maria! Hạnh phúc biết bao con lại được mẹ đoái thương mà đến với con. Lần cuối cùng khi mẹ
Một chú thích đặc biệt cần nói rõ là vào ngày 14 tháng 6 năm 1975, 12 pho tượng Đức Mẹ Mễ Du cao 70cm được đặt tại trong nhà chị Pierina Giulie. Khi một vị linh mục Dao Zay Stola làm phép các pho tượng đó theo nghi thức Roma, trước sự tham dự của chị Pierina Giulie và người bạn là Lucia, thì Đức Maria hiện ra trong chốc lát. Mẹ nói mấy lời, ba lần ban phép lành cho các pho tượng rồi mẹ lại quay về trời. Ngay khi mọi việc trên hoàn tất, chị Pierina Giulie cũng hết bủn rủn. Chi quỳ xuống với tâm tình thành kính trước các tượng Đức Maria để tạ ơn mẹ với những ơn lành mà mẹ ban cho. Chính trong những giây phút đó chị cảm nhận rõ ràng rằng trong thời gian này một điều gì đó khá độc đáo đã xảy ra. Từ trước tới nay chị Pierina Giulie luôn luôn tỏ lòng thành kính với Đức Maria và nhất là mỗi khi chị Pierina Giulie được nhìn thấy khi mẹ hiện ra với chị. Chị luôn luôn lắng nghe, bất động và im lặng. Chi khi vị linh mục đọc xong nghi thức làm phép tượng, thì bấy giờ chị mới kể lại cho hai người bạn gần bên được biết điều gì đã xảy ra. Rồi chị quỳ xuống cảm tạ mẹ đã đến. Còn hai người bạn của chị thì chăm chú vào khuôn mặt người được thị kiến nhận ra sự biến đổi nhan sắc mỗi lúc càng sáng láng hơn. Một sự diễn cảm trên khuôn mặt đến nỗi các nghệ sĩ tài giỏi cũng không thể họa lại được. Đức Maria đã ám chỉ đến hiện tượng này vào ngày 14 tháng 6 năm 1975 như sau, việc làm phép của linh mục trên thế gian này là điều rất quan trọng. Đến khi mẹ cũng còn phải tỏ lòng tôn kính việc làm phép ấy khi mẹ hiện ra. Pierina Giulie, con có thấy không? Đó là lý do vì sao chính trong lúc làm phép tượng ấy mẹ đã bảo con không được động đậy, không được nói. Điều đó đã cho con thấy và đặc biệt là nhấn mạnh đến sự cao cả và tầm quan trọng của thánh chức linh mục như con thánh của mẹ là Đức Giêsu Kitô đã lập ra. Pierina Giulie đã nói tất cả với những người đã quảng tâm và trung tín với luật Chúa, những người tôn trọng và yêu mến lời kêu gọi của mẹ mà đem ra thực hành, sống đạo đức. Chính vì yêu mến những điều ấy của mẹ mà họ cũng phải chấp nhận những sự nhạo báng, chế giễu ở đời. Trong tình yêu thương, mẹ hứa luôn ban ơn phúc lành trên những ai có lòng yêu mến Chúa và mẹ. Pierina Giulie cầu nguyện. Hãy cầu nguyện và giúp cho nhiều người khác biết cầu nguyện với mẹ. Đây là thời kỳ hơn bao giờ hết. Đầy rẫy những tai họa do ảnh hưởng sự dối trá của Satan làm cho người ta không còn nhìn nhân Thiên Chúa nữa. Nó nỗ lực và làm xói mòn phá hoại công việc của Chúa cứu thế, là Thiên Chúa của cả trời đất. Bây giờ là thời của cầu nguyện, thời phải làm gương sáng, thời phải hy sinh để trung thành và cố gắng can trường. Vì tương thân tương ái, người ta hãy mạnh dạn cùng nhau hoạt động để khẩn nài ơn bình an và hiệp nhất trong giáo hội. Nói đến đây Đức Maria trở nên lộng lẫy và rực rỡ trong giáo hội. Nói đến đây Đức Maria trở nên lộng lẫy và rực rỡ khác thường bởi nhiều tia sáng lóng lánh để chỉ rằng những lời của mẹ đã nói với các con thì các con không thể nào quên được. Đã hẳn mẹ là người hết mực yêu thương con cái. Mẹ muốn trợ giúp và cứu con cái của mẹ khỏi quyền lực sự giữ. Montichiari, nơi mà mẹ đã đến với các thông điệp của Thiên Chúa, sẽ trở thành lời mang đầy ý nghĩa. Ở đây, một ánh sáng vĩ đại và vinh hiển sẽ từ đó phát ra vào đến tận số đông các linh hồn chân khắp hoàn cầu. Để được như vậy, các con phải chịu âm thầm vì đau khổ và phải dâng nhiều lễ vật yêu mến. Hãy loan đi khắp mọi nơi tình yêu của trái tim từ mẫu mẹ. Chị Pierina Giulie thưa với mẹ,
Giờ con xin dâng lên mẹ rất nhiều ý nguyện và những lời cầu xin mà người ta đã gửi gắm nơi cho con. Trả lời cho những lời cầu xin ấy, mẹ nói: Được. Hãy bảo tất cả chúng rằng mẹ gìn giữ tất cả dưới sự che chở độ lượng đặc biệt và cách riêng với những ai quảng đại giúp thực hiện những ước muốn của mẹ. Nói đến đó, Đức Maria chỉ cho chị Pierina Julie xem một bức tranh vĩ đại với rất nhiều người trong đó. Có một số người mà chị nhận ra cách rõ ràng, còn hầu hết là chị không biết. Đức Maria với đôi môi tươi thắm chỉ vào bức tranh và nói cho chị biết: Tất cả các con yêu dấu của mẹ hành hương đến đây vì lòng yêu mến và tôn kính mẹ. Giờ các con đã nhận được và nhận mãi niềm vui sướng thiên đường tràn đầy tình yêu mến từ mẫu tâm mẹ. Cuộc hiện ra ngày 31 tháng 8 năm 1975. Chị Pierina Julie thuật lại vào khoảng 10 giờ sáng. Trong nhà nguyện, bất ngờ tôi nhìn thấy một ánh sáng tuyệt vời. Giữa luồng sáng này, Đức Maria nổi hẳn lên đầy vẻ huy hoàng diễm lệ và đẹp không sao sánh bằng. Mẹ phán thế này: Pierina Julie, thường xuyên biết bao, mẹ đã đến với con. Mẹ đem theo tình yêu và ơn thánh cùng với ánh sáng của Thiên Chúa. Mẹ đánh động tận thâm tâm của các con cái yêu mến của mẹ để các con hoàn thành và thông hiểu những điều tâm nguyện của mẹ mà mẹ đã nói với các con. Mẹ sẽ dẫn các con yêu quý của mẹ đến với Thiên Chúa trong ánh sáng của Thiên Chúa Cha, trong tình yêu của Thiên Chúa Con và trong ân sủng Chúa Thánh Thần. Chị Pierina Julie kể tiếp, giờ tôi có thể hỏi mẹ câu này. Lạy mẹ Maria, mẹ có hài lòng với những ai bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính mẹ như trong suốt các cuộc cung nghinh rước mẹ không? Mẹ mỉm cười như bông hồng trên môi của mẹ và nói: Dĩ nhiên và bằng lòng rồi. Cùng đến những nơi ấy, có cả một cơ binh các thiên thần hằng chúc tụng Thiên Chúa đã tháp tùng mẹ. Ở nơi đâu mà cung nghinh rước tượng mẹ, nơi đâu mẹ được khẩn cầu, đâu có cầu nguyện với mẹ thì ở nơi đó có Đức Giêsu Kitô. Con mẹ sẽ ban tràn đầy hồng ân từ trời xuống cho họ và cho các linh hồn. Mẹ nói tiếp với vẻ trang trọng đặc biệt hơn: Hãy tiến lên, các con thân yêu của mẹ. Hãy cầu nguyện sốt sắng. Bây giờ là thời của cố gắng dũng cảm. Hãy yêu mến giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Hãy trung thành trong đức tin. Bằng gương sáng, bằng đời sống của người Kitô hữu đích thực, hãy hy sinh và vun sới các nhân đức Kitô giáo. Vì lý do này, mẹ yêu mến các con hơn ai hết. Giáo hội sẽ chiến thắng và các con là những người sẽ nhận được vinh quang thiên quốc. Tình yêu của mẹ muốn ôm ấp cả thế giới trong tay mẹ. Dù họ có thế nào thì mẹ vẫn luôn yêu họ. Đó là tình yêu trong trái tim từ mẫu của mẹ. Ở đây, Montichiari, mẹ đã nói nhiều mệnh lệnh hệ trọng, nhưng nhiều người vẫn không nghe lời mẹ. Vì thế, mẹ muốn có nhiều tâm hồn quảng đại để chu toàn những điều mẹ muốn nơi các con để cho các con cầu nguyện được linh nghiệm hơn. Hãy hy sinh và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, hàng giáo sĩ và các thành viên trong các cộng đoàn tu sĩ. Nơi nào tượng ảnh mẹ được đưa tới thì mẹ cũng sẽ tới, và có các cơ binh thiên thần tháp tùng. Các vị hằng ngợi khen Thiên Chúa, vì ở những nơi ấy có rất nhiều các con cái hằng tỏ ra trung thành yêu mến và tôn vinh mẹ. Đức Maria chỉ cho tôi thấy một lần nữa như ngày 8 tháng 9 năm 1974.
Một bức tranh trong đó có ngôi thánh đường có 5 gian chính diện và rất nhiều kiến trúc khác mà một ngày kia sẽ mọc lên ở Fontanelle. Lấy ngón tay chỉ vào bức tranh đó, mẹ nói rằng: "Đúng lúc, đúng thờ, bức tranh này sẽ trở thành hiện thực." Như mẹ đã thường nói với con, mẹ đem tình yêu đến với Montichiari. Yêu thương. Và với tình yêu này, mẹ gọi con và tất cả con cái yêu mến của mẹ: "Hãy cộng tác với mẹ để cho nhiều người khác nữa cũng yêu mến mẹ và nhận được nhiều hồng ân đặc biệt từ mẫu tâm mẹ. Hãy nói cho những người đau ốm tật nguyền trong tâm hồn hay thân xác được biết và những ai được trao phó cho mẹ. Mẹ sẽ nâng đỡ, ủi an và mang lấy mọi khổ đau của họ trong trái tim mẹ. Nhờ đó mẹ dẫn đưa họ lên bậc thánh thiện hơn." Cuộc hiện ra vào ngày lễ Chúa Kitô Vua, ngày 23 tháng 11 năm 1975. Chị Pierina Julie tường thuật: "Vào khoảng 7 giờ tối, tôi đang ở trong nguyện đường, cắm lại những bông hoa của những người hành hương đem tới. Tôi lại nhìn thấy Đức Maria hiện đến với tôi. Mẹ gọi tôi và nói: "Con hãy nói với các con cái của mẹ về tình yêu mẹ dành cho họ. Hãy nói với họ rằng Đức Giêsu Kitô, con của mẹ, ban cho mẹ ơn này là được ban hồng ân cho tất cả. Vì người không từ chối mẹ điều gì khi mẹ chuyển cầu. Giêsu Kitô, mẹ của giáo hội, mẹ của cả nhân loại." Pierina, các hy lễ và những lời cầu nguyện đã được dâng lên Thiên Chúa. Nhờ đó nhiều người đón nhận những ơn phúc mà Thiên Chúa đã hứa ban. Và thế giới phải trải qua một sự thử thách nặng nề, vì con người trần gian đã trở nên chai đá, ở lì trong tội. Nhưng lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa lại thắng một lần nữa. "Hỡi các con hiền thảo của mẹ, hãy cầu nguyện và dâng nhiều hy sinh cho tất cả mọi người. Nhờ đó mà các linh hồn được cứu vớt." Chị Pierina Julie tiếp: "Nhân dịp này, cho con được hỏi mẹ đôi điều. Xin mẹ vui lòng nói về các pho tượng Đức Mẹ Mễ Du đã được đem tới Roma." Mẹ trả lời: "Đã có nhiều kinh nguyện dâng lên trước tượng này, và giờ đây mẹ đặc biệt quan tâm và hằng hiện diện ở thành phố vĩ đại này của người con yêu là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Sự thực là, khi mẹ ở đâu, thì mẹ cùng mang đến hồng ân của Chúa và tình yêu của mẫu tâm mẹ. Mẹ rọi ánh sáng vào những trái tim con trong tăm tối và lầm lạc để cho họ nhận biết tình yêu mà mẹ đã mặc khải ở Montichiari. Hãy làm việc với tình yêu của mẹ, và hãy cho đi với tình yêu của mẹ. Hãy hy sinh bằng tình yêu của mẹ. Bằng cách này, một ngày kia con sẽ được kết hiệp với mẹ mãi mãi. Còn gì lớn lao hơn đặc ân này là hoàn toàn sống với mẹ và trong mẹ, vì mẹ. Điều này không chỉ dành cho con mà cho tất cả những ai yêu mến mẹ. Nguyện xin phép lành của Thiên Chúa, với ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của niềm trông cậy và ánh sáng của tình yêu xuống trên các con." Chị Pierina Julie, với những lời này, Đức Maria về trời và để lại trong trái tim tôi một sự sáng mới và một tình yêu nồng nàn đối với cả nhân loại. Cuộc hiện ra vào ngày lễ Ba Vua, ngày 6 tháng 1 năm 1976. Chị Pierina Julie tường trình: "Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, sau khi dự thánh lễ Misa ở nhà thờ chánh tòa Montichiari, tôi trở về như thường lệ tôi vào nhà nguyện để cảm tạ mẹ Maria. Bỗng một luồng sáng từ trời chiếu xuống thớ ánh sáng thiên đường.
Tôi chính Đức Maria hiện ra mẹ bắt đầu nói. Hãy xem, thời buổi duy vật chất này đã làm cho loài người chìm trong nỗi khổ thiêng liêng và quên cả thánh danh Thiên Chúa và danh Thánh Mẹ. Mẹ đến để kêu gọi người ta ăn năn trở lại. Mẹ chỉ cho con người biết hướng lên trời. Do vậy mẹ đã mang sứ điệp tình thương đến cho nhân loại. Hỡi các con của mẹ, mẹ yêu thương các con với tình yêu của chính Chúa Giêsu, và đó là tình yêu vô tận. Mẹ muốn cứu vớt tất cả các con. Mẹ đến là để đem lại sự hòa hợp, ơn an bình để hòa bình sẽ được ngự trị trên thế gian. Như một người mẹ yêu thương, hòa bình sẽ được ngự trị trên thế gian. Như một người mẹ yêu thương, mẹ nỗ lực quy tụ các con cái khắp năm châu lại quanh mẹ. Kể cả những ai đã đi lạc quá xa sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa, mẹ hằng mong chờ các con trở về. Này đây là tình mẫu tử của mẹ Thiên Chúa, hằng khao khát khôn cùng để đưa tất cả mọi người về với Thiên Chúa. Chị Pierina Julie, tôi cảm tạ Đức Maria. Vào ngày lễ Đức Maria vô nhiễm, con cảm thấy một nỗi đắng cay, chua xót. Nhưng con xin dâng tất cả những điều đó lên cho Thiên Chúa và cho mẹ vì lòng yêu mến mẹ. Nghe vậy Đức Maria mỉm cười và nói: Con yêu của mẹ là Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Trong chính ngày đó đã nói những lời kêu gọi các tín hữu. Nhưng lời tỏ lòng tôn kính có sức soi sáng tâm hồn. Ngài tôn vinh mẹ là mẹ nhiệm thể của Đức Kitô. Với những lời này, Đức Maria người sáng hơn. Thật vậy mẹ là Maria hiện thân hoa hồng mầu nhiệm mẹ của giáo hội. Đây là thông điệp từ bao năm qua đã được mặc khải cho con, người con nhỏ tội nghiệp của mẹ. Mẹ lại nói tiếp. Này, khi mẹ đem cho các con cái của mẹ thông điệp của tình yêu, mẹ đã dùng biểu tượng của loài hoa đẹp nhất là hoa hồng. Nó thấm đẫm hương thơm của tình yêu Thiên Chúa. Người cũng ban cho một món quà khác nữa trong giếng nước Fontanelle. Vì chính Thiên Chúa là mạch suối hằng sống tuôn trào ân sủng trên con cái của Ngài. Mẹ lại nói: Hỡi các con, hãy yêu mến mẹ. Hãy tiếp tục cầu nguyện với mẹ. Chúa Giêsu không bao giờ từ chối mẹ điều gì khi mẹ kêu xin đến Người. Vì Người vẫn luôn luôn ban chính mình cho nhân loại. Quả thật không có tình yêu nào lớn lao hơn là tình yêu của con Thánh Mẹ, là Đức Giêsu Kitô đã hiến thân mình làm giá chuộc cho nhân loại. Pierina Julie hãy nói cho mọi người biết rằng mẹ luôn cần sự cộng tác của mọi người dưới trần gian. Và hãy tiếp tục làm cho họ nhận biết và yêu mến Chúa và mẹ nhiều hơn nữa. Chị Pierina Julie thưa cùng mẹ. Lạy Đức Maria, vấn đề tượng Mễ Du có phải tiếp tục nữa không? Mẹ trả lời rằng, bất cứ nơi nào tôn vinh mẹ thì mẹ sẽ là máng thông ơn sủng của Thiên Chúa. Hãy cứ tiếp tục chiếu tỏa sự sáng và làm cho người ta quý mến sứ điệp mà mẹ đã mặc khải ở Motichiari. Sứ điệp đặc biệt nhắn gửi cho những người đã được hiến dâng cho Thiên Chúa, nhất là cho các linh mục là những con yêu của mẹ. Hãy kêu gọi họ hãy đến với giếng thiêng mà cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân của Người đã ban cho. Hãy nói với tất cả các con cái mẹ rằng mẹ luôn luôn ban cho họ phép lành và ân sủng của Thiên Chúa. Chị Pierina Julie khi nói những lời này, mẹ lấy hai tay trải rộng luôn ban cho họ phép lành và ân sủng của Thiên Chúa.
chị Pierina Julie khi nói những lời này. Mẹ lấy hai tay trải rộng áo choàng của mẹ ra. Dưới áo choàng, tôi thấy có nhiều người. Trong số đó tôi nhận ra được nhiều người. Còn lại là tôi không biết họ là ai và từ đâu đến. Cuộc hiện ra ngày 13 tháng 2 năm 1976. Chị Pierina Julie thuật lại khoảng 9 giờ 30 phút sáng khi tôi đang cầu nguyện trong nguyện đường. Thình lình Đức Maria hiện đến và nói: "Con hãy phổ biến sứ điệp của mẹ cho mọi người được biết đến. Vì hàng trăm năm nay mẹ đã đến nhiều lần và nhiều nơi trên khắp thế giới. Từ khi mẹ được Chúa cất nhắc lên trời, mẹ không đi lại nhiều trên trái đất này nữa để tập hợp các con của mẹ về quanh mẹ. Thì thế giới đã không còn tình mẫu tử và sự can thiệp yêu thương của mẹ. Nó đã bị kéo dài sự nguội lạnh khô khan đối với Thiên Chúa. Đơn giản là các con cái của mẹ cần đến sự yêu thương từ mẫu của mẹ. Vì yếu đuối, giòn mỏng, chúng dễ dàng rời xa Thiên Chúa. Thiên Chúa chúng ta thì cao cả vô biên, trí tuệ khôn lường và là cha của chúng ta. Con thấy đó, đấy là lý do khiến cho mẹ đến với các con. Mỗi khi mẹ mang thông điệp tình yêu đến cho trái đất thì cả thiên đường xôn xao, rung chuyển. Vô số các thiên thần bao quanh mẹ như một vòng hoa khổng lồ. Trái lại, các con cái trên trái đất lại đón tiếp mẹ một cách hững hờ, lãnh đạm và không nghe trước những lời mời gọi đến với tình yêu Thiên Chúa. Pierina Julie, con hãy lặp lại và lặp lại nhiều lần tình yêu của mẹ đã dành cho con cái. Các linh mục, ước muốn của mẹ là chúng phải yêu mến mẹ. Hãy nói với chúng rằng chúng phải truyền bá sứ điệp này của mẹ Thiên Chúa xa rộng khắp nơi. Chúng không được để cho lời mẹ hóa ra uổng công vô ích. Tất cả những gì mẹ đã làm trong nhiều thế kỷ qua mà mẹ đã hằng làm là để cứu vớt con cái của mẹ đang phải lâm cơn nguy biến nặng nề. Thiên Chúa phải được kính mến, chúc tụng và tôn vinh với trọn sức mạnh của niềm tin và tình yêu." Chị Pierina Julie thưa với mẹ: "Lạy mẹ Maria, dân chúng đã nhờ con dâng lên mẹ rất nhiều lời cầu xin, thỉnh nguyện." Mẹ trả lời một cách dịu dàng rằng: "Hãy nói với các linh hồn đại lượng rằng phải tiếp nhận sứ điệp của mẹ, thì chúng sẽ nhận được những hồng ân từ Thiên Chúa. Chúng phải cùng nhau làm chứng một cách gan dạ, can đảm cho Fontanelle, nơi đã được chói sáng, vinh hiển do sự hiện diện của chúng ta. Nơi này sẽ luôn luôn là nơi cầu nguyện, là ngôi nhà rực sáng niềm tin và tình yêu đối với những ai đau yêu và thiếu thốn. Mẹ sẽ can thiệp, mây mù sẽ tan biến, và vinh quang của Thiên Chúa sẽ toàn thắng, vì chính người là đấng đã sai mẹ đến Motikiari. Hãy tiến lên, hãy trông cậy, và hãy can đảm lên. Phải, vinh dự thay cho người can đảm. Người ốm đau, túng thiếu đang chờ đợi công cuộc bác ái." Chị Pierina Julie nói với những lời này, Đức Maria mở rộng áo choàng như trước đây vào ngày 17 tháng 4 năm 1966. Khi mẹ hiện ra ở Fontanelle lần đầu tiên, tôi thấy trong áo choàng đó có nhiều tòa nhà rộng lớn. Khi tôi cảm tạ mẹ, mẹ nói với nụ cười thân ái: "Hãy xem đây là tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ muốn tình yêu đó được trổ sinh trên khắp cả thế giới." Mẹ lặp lại một lần nữa là: "Hỡi các con hãy yêu mến Thiên Chúa và mẹ người đây. Tất cả các con,
cũng hãy yêu thương nhau trong tình huynh đệ chân thực. Hãy siêng năng tham dự thánh lễ và cùng nhau đến nhà thờ để cầu nguyện. Hãy nhiệt thành sốt sắng mà lãnh nhận các bí tích để được ơn trung thành và hãy cho thế trần một mẫu gương Kitô hữu đích thực. Hãy làm tất cả những điều đó nếu các con muốn được ơn cứu rỗi. Chị Pierina Julie, khi Đức Maria rời đi, người nói chậm rãi và êm ái. Thiên Chúa phù trợ con. Cuộc hiện ra ngày thứ ba tuần phục sinh ngày 20 tháng 4 năm 1976. Chị Pierina Julie kể lại rằng khoảng 6 giờ sáng, khi tôi đang cầu nguyện trong nhà nguyện, thì Đức Maria hiện đến. Tôi vui mừng mà reo lên. Ôi lạy mẹ Maria, cảm tạ mẹ lại đến với con. Vì con chịu đau khổ nhiều lắm khi nghĩ rằng mẹ không bao giờ đến nữa. Vì lần hiện ra lần đây, vào ngày 13 tháng 2 năm 1976, mẹ đã rời con chậm chậm và nhẹ nhàng nói lời vĩnh biệt. Đức Maria trả lời rất nhân từ. Trong khi con âm thầm chịu những sự đau khổ ấy, mẹ vẫn luôn luôn ở bên cạnh con với tình yêu từ mẫu. Con phải thấy rằng người ta phải từ bỏ mọi sự để theo thánh ý Thiên Chúa. Chị Pierina Julie nói, con cảm tạ mẹ. Mỉm cười mẹ nói, Pierina Julie, hãy nói với các bệnh nhân và tất cả những ai đang âu sầu và đau khổ rằng như thế sẽ trở thành lễ vật trên bàn thờ và ân phúc từ trời sẽ dồi dào đổ xuống trên họ. Qua các ơn thánh ấy, tình yêu của mẹ sẽ đến với vô vàn gia đình và đến với nhiều con tim và nhiều linh hồn. Những sự đau khổ ấy mai này sẽ trở thành mũ triều thiên vinh hiển cho họ đến đời đời. Vậy hãy can đảm lên mẹ hằng ở với các con và ban cho các con ơn phù trợ. Pierina Julie, nếu con phải chờ đợi trong thầm lặng và lo âu sợ hãi, thì đó là một sự thanh tẩy và chuẩn bị cho đại lễ Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Trong ngày đại lễ này, ngày 25 tháng 4 năm 1976, đã nhiều năm cái giếng này đã được giữ nguyên như vậy. Một dòng suối nhỏ chảy qua đó cung cấp nước dồi dào. Ngược dòng lên, sẽ có rất nhiều dòng suối khác không thể nào đếm hết, chúng sẽ chảy vào dòng suối chính này. Những con suối đó sẽ được dâng hiến và chúc phúc. Ngày Chúa Nhật phục sinh tức là ngày 25 tháng 4 năm 1976, nhiều ngàn người hành hương tới Fontanelle, vui mừng trong ánh mặt trời rực rỡ vinh hiển. Có 50 chuyến xe lớn chở khách đến nơi đây. Chị Pierina Julie, con cảm tạ Đức Maria mến yêu. Bây giờ có thể nhìn thấy một cây thánh giá khổng lồ. Tôi sửng sốt và hỏi, lạy mẹ nghĩa là gì vậy? Mẹ trả lời rằng, thập giá vĩ đại này là chỗ xây dựng trung tâm của công trường, nó sẽ nằm ở bên cạnh nhà nguyện nhỏ. Tất cả các con cái của mẹ khi cầu nguyện mà nhìn lên thánh giá này thì sẽ nhận được những ơn trọng đại. Dấu thánh giá này sẽ ban cho tất cả ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng của tình yêu. Dĩ nhiên, tại nơi này, Fontanelle, cùng với Thánh Tâm Chúa Giêsu, mẫu tâm mẹ luôn mở ra và cánh tay mẹ trải rộng để ban phát nhiều ơn trong đại. Nhờ đó các con tội lỗi của mẹ sẽ được cứu thoát. Hãy đến gần đây, hỡi các con của mẹ. Nơi đây mẹ sẽ mở ra cho các con một nguồn thác tha thứ và yêu thương. Nhưng trước hết, hỡi các con cái yêu thương,
nhất là những ai được mẹ yêu thương cách riêng, hiện đang phải chịu những đau khổ mà vẫn vững tin mà bênh vực nơi thánh này, Fontanelle. Các con sẽ nhận được tình yêu từ nơi mẹ và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ ban cho các con. Các con của mẹ, đừng để bị mất can đảm. Đừng ngã lòng khi các con gặp phải cảnh lo sợ, vì cánh tay công thẳng của Chúa sẽ sắp giáng phạt. Mẹ luôn luôn sẵn sàng dâng lên những ý nguyện của các con vào lòng thương xót Chúa luôn luôn sẽ chiến thắng. Chị Pierina Julie nói, tôi cảm tạ Đức Maria và hỏi người. Mẹ kính yêu, phải chăng những pho tượng của mẹ Thánh Du mới cũng phải được đưa tới Fontanelle? Mẹ trả lời. Phải. Đó là ước muốn của mẹ. Sau này cũng cứ làm như vậy. Rồi Đức Maria cúi xuống trên tôi và nói bằng một giọng đầy yêu thương từ mẫu. Pierina Julie, mọi cố gắng, nỗ lực và ước nguyện của con phải là tập trung vào việc cầu nguyện và hy sinh cho hết mọi người. Hãy tin cậy nơi mẹ. Mẹ đã chọn con để mang tình yêu và ơn thánh. Cuộc hiện ra vào ngày lễ hiện xuống ngày 6 tháng 6 năm 1976. Chị Pierina Julie đã thuật lại, trong nhà nguyện của tôi, vào khoảng 2 giờ trưa bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng từ trên chiếu xuống. Và rồi Đức Maria hiện ra với lòng nhân hậu vô biên. Mẹ nói, Pierina Julie, hãy nói với tất cả các con cái của mẹ tới đây và hãy lập đi lập lại rằng, vì đây là yêu cầu của mẹ, hỡi các con, hãy yêu mến Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện và hy sinh để được cứu rỗi đời đời. Và hãy yêu thương nhau như anh em chị em. Và mẹ tới sẽ mang đến linh hồn của các con sự bình an và cho con tim các con được hòa hợp với nhau. Thánh tâm vô biên của Chúa Giêsu và là Chúa của mẹ, Đức Giêsu Kitô, đã đặt trong tay mẹ quyền phân phát cho các linh hồn những hồng ân cao cả của người, cùng với ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Chị Pierina Julie, bây giờ tôi thấy mẹ giang tay và mở rộng áo choàng của mẹ. Từ trong tay mẹ những lưỡi lửa rơi xuống những người đang núp dưới tà áo ấy. Một cách uy nghi mẹ nói, mẹ là mẹ các con. Hãy phủ phục mà tiến dâng cho Chúa Giêsu mọi áy náy và lo âu, mọi nhu cầu và mọi ý nguyện của các con. Và người, để tỏ lòng trọng kính và yêu mến đối với mẹ mình, đã ban cho mẹ được quyền xin hết mọi ơn và ban hồng ân Thiên Chúa xuống tràn cả thế giới. Chị Pierina Julie bây giờ bỗng chói sáng gấp bội và nói cách trang trọng. Ta là Maria, đấng thông ơn Thiên Chúa. Pierina Julie, hãy làm cho người ta hiểu rằng đây là hồng ân mẹ nhận được từ Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ là mẹ yêu thương. Mẹ đến để an ủi và cứu vớt. Nguyện xin phép lành đặc biệt này xuống trên tất cả các con cái mẹ. Những ai yêu mến mẹ và khuyên nhủ nhiều người khác biết yêu mến mẹ như vậy. Chị Pierina Julie nói những lời đó xong, mẹ không còn hiện diện ở đó với chị nữa. Nhưng nguyện đường vãn thoang thoảng mùi hương hoa hồng được kéo dài nhiều giờ nên rất nhiều người hành hương được cảm nếm mùi hương đó. Họ vui mừng và cảm động. Cuộc hiện ra ngày 3 tháng 9 năm 1976. Ngày thứ 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chị Pierina Julie đã thuật lại, khi lễ sáng như thường lệ, tôi trở về thì Đức Maria lại hiện ra với tôi, nhưng mẹ không nói một lời nào. Vào trưa hôm đó,
tôi đang viết trong phòng bỗng tôi thấy một vầng sáng chói chang trong nhà nguyện. Tôi tới để xem thế nào. Vui mừng vì Đức Maria lại hiện đến cho tôi được thấy và mẹ nói. Pierina Julie. Trong lúc này, rất nhiều con cái sốt sắng ngoan đạo đang trên đường tới đây. Hãy nói với họ là sống can đảm và tin tưởng, kiên tâm cầu nguyện. Nhưng trên hết, con phải giúp họ ngày càng hiểu hơn về tình yêu Thiên Chúa. Bỗng ở trên chói ngời, mẹ tiếp với giọng buồn buồn, nhưng đầy yêu thương từ mẫu. Hỡi các con, hãy... Nhưng trên hết, con phải giúp họ ngày càng hiểu hơn về tình yêu Thiên Chúa. Bỗng ở trên chói ngời, mẹ tiếp với giọng buồn buồn, nhưng đầy yêu thương từ mẫu. Hỡi các con, hãy cầu nguyện và đừng sợ hãi. Nếu trong những ngày này kẻ thù hung tợn nhất nó nỗ lực làm lu mờ sự sáng của con Thánh Mẹ, Đức Giêsu Kitô. Mẹ thu thập các kinh nguyện và lời khẩn cầu của các linh hồn, và chính những kinh nguyện ấy sẽ được trở nên ơn bình an hòa hợp và ơn soi sáng. Hỡi các con, là những người yêu mến mẹ và đang cố gắng thực hiện những điều mẹ ước mong. Hỡi con, hỡi các con mẹ, là những người đang hy sinh để cho thông điệp tình yêu không bị lãng quên. Hỡi các con đang cộng tác để bảo đảm sự an toàn của Fontanelle, nơi mà mẹ yêu quý đặc biệt. Hãy đón nhận từ con trí Thánh Mẹ Đức Giêsu Kitô một phần thưởng lớn lao đặc biệt và dấu chỉ hồng ân lớn lao. Trước khi mẹ về trời, mẹ nói tiếp. Hãy luôn luôn sống trong tình yêu mẹ. Phúc lành được ban cho Thánh Du. Những bích chương kích động chống lại các cuộc hiện ra sau một thời gian dài đã biến mất thì nay, trước ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ lại thấy dán trên các cửa nhà thờ chánh tòa. Vì thế chị Pierina cảm thấy một nỗi đau đớn, cay cực. Trong lần hiện ra ngày 8 tháng 9 năm 1974, thấu hiểu niềm đau đớn nhức nhối ấy, mẹ nói ngay bằng một giọng ấm áp khác thường. Trong vấn đề này, mẹ đã bắt đầu hoạt động. Mẹ đã nói tận con tim các con cái yêu thương của mẹ là phải trở nên những sứ giả của tình yêu mẹ, mang sứ điệp của mẹ và làm sứ giả của tình yêu huynh đệ. Ngay lúc đó, những lời này của mẹ không thể hiểu thấu đáo được, nhưng sau lúc đó chúng được hiểu rõ ràng sáng sủa hơn. Bởi vì khi nói thế là mẹ có ý ám chỉ những tượng Đức Mẹ Thánh Du. Tháng 8 năm 1974, tác giả cuốn sách nhỏ này đến thăm gia đình Sergio Peratoner ở Ulrich in Gronoto gần Brozen. Người cha, ông Sergio Peratoner, qua đời năm 1965, vào năm 1950 theo yêu cầu của cha sở giáo xứ Montichiari, Đức ông Rossi, đã tạc một pho tượng Đức Mẹ hoa hồng màu nhiệm mỹ miều, xinh đẹp tuyệt trần. Cho tới nay, pho tượng được đặt trên bàn thờ thứ nhất, bên phải nhà thờ chánh tòa Montichiari. Pho tượng này được tôn kính đặc biệt và đã có rất nhiều người hành hương đến xin ơn và tôn kính. Sau này, con trai ông là Ulrich cũng tạc một pho tượng Đức Mẹ hoa hồng màu nhiệm cao 2 mét và được đặt ở Fontanelle từ năm 1966. Từ đó, pho tượng này cũng rất được tôn kính. Ở Ulrich, bà mẹ là Caterina Peratoner và 12 người con, mà 6 người là điêu khắc gia vẫn còn sống. Kế hoạch tạc các pho tượng hoa hồng màu nhiệm mới được thực hiện. Những pho tượng này sẽ được đưa tới các tu viện, các tư gia như một Thánh Du
vì ý Đức Mẹ là muốn cho người ta cầu nguyện nhiều tại nơi đó. Về sau ý tưởng này được báo cho chị Pierina Julie. Lập tức chị tán thành ngay. Một câu hỏi được đặt ra là nên tạc tượng Thánh Du theo hình thức nào? Tạc giống như pho tượng ở nhà thờ Chánh tòa Montichiari hay như pho tượng ở Fontanelle? Chị Pierina trả lời ngay là giống pho tượng ở Fontanelle. Bởi vì bức tượng ở nhà thờ Chánh tòa với bông hồng trắng, bông hồng đỏ và vàng xếp thành hình tam giác, Đức Mẹ chỉ hiện ra một lần thôi, ngày 8 tháng 12 năm 1947. Từ đó trở đi, những lần hiện sau này ở Fontanelle và với ba bông hồng trên ngực áo choàng xếp thành hình thẳng từ phải sang trái, bông màu trắng, đỏ rồi đến vàng, bông màu vàng chính xác ngay ở về bên tim. Hơn nữa chị Pierina còn cho biết những đặc điểm về dáng hiệu, y phục, tràng hạt, vân vân của Đức Mẹ. Hầu như gần 30 năm trôi qua, cho tới lần gần đây nhất, Đức Mẹ hiện ra với chị lần nào cũng như thế. Theo lời chỉ dẫn chính xác của chị, các pho tượng khác được đặt làm ở Ulrich. Người con là ông Herbert tạc pho tượng Đức Mẹ Thánh Du đầu tiên, cao 1,25 mét. Đầu tháng 11 năm 1974, tượng được đưa từ Ulrich tới nhà nguyện của chị Pierina ở Montichiari, nơi mà nhiều năm sau này, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ đều xảy ra ở đấy. Bất cứ nơi đâu mẹ tới, mẹ mang theo mình những ân huệ của Thiên Chúa. Trong dịp này, Đức Mẹ không cho chị thấy được, mà chị chỉ nghe được tiếng nói của người về sau. Chị giải thích, chỉ nguyên giọng nói đó đã có ý nghĩa đối với tôi như một hồng ân trọng đại của trời cao. Thực chắc chắn rằng trên trần gian này không gì tốt hơn, đáng giá hơn, đem lại sung sướng và an vui cho tôi. Mặc dù tôi không được nhìn thấy mẹ, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mẹ hiện diện và phán những lời ấy. Tượng Đức Mẹ Thánh Du đầu tiên, cho tới nay là tượng lớn nhất, đã thực hiện cuộc Thánh Du lâu dài qua các tu viện và đến các tư gia. Tu viện đầu tiên là tu viện ở miền Nam Tyrol. Ở đây mẹ được vui mừng nghênh đón mặc dù chỉ qua một đêm. Người ta cầu nguyện suốt đêm. Trong 6 năm qua, không có thêm một người nào vào tu ở đây. Nhưng chỉ sau một thời gian sau cuộc thăm viếng của Đức Mẹ Thánh Du, người ta họp nhau cầu nguyện, làm tuần 9 ngày kính Đức Mẹ, thì bất ngờ ngày 6 tháng Giêng năm 1975, có hai thỉnh sinh đến xin nhập tu. Sau đó vào ngày lễ mình Thánh Chúa, người thứ ba cũng đến xin nhập dòng. Đối với các nữ tu ở đây thì đó là một sự đáp trả rõ ràng cho những lời cầu xin của các chị Irina. Buổi sáng hôm ấy, Đức Mẹ lại hiện ra. Lần này, chị Pierina được thấy mẹ trong ánh sáng huy hoàng và giọng người dịu dàng vang lên. Pierina, con hãy bảo tất cả các con cái mẹ tới đây hành hương cầu nguyện là mẹ hiện diện thực và ban xuống muôn hồng ân của Thiên Chúa. Hãy bảo chúng rằng trong cuộc thánh du của mẹ, phải đặc biệt kêu mời Đức Tổng Thần Raphael. Và chính mẹ sẽ tới với muôn ơn thiêng từ trời. Đức Tổng Thần Raphael là Tổng Thần chữa trị bệnh tật, an ủi và chống lại các cuộc tấn công của quỷ dữ. Vào giờ ân sủng, từ 12 giờ tới 1 giờ trưa, ngày 8 tháng 12 năm 1947, nguyện đường của chị Pierina đông nghẹt người hành hương. Nhiều và rất nhiều người phải chờ đợi ngoài khu vườn phía trước, hy vọng tới lượt mình được vào nguyện đường vài phút.
quá 12 giờ trưa một chút. Đức mẹ hiện ra. Chỉ có người được thị kiến nhìn thấy mẹ cách rõ ràng và dĩ nhiên Đức mẹ hiện ra một cách rất trọng thể. Có nhiều ngàn thiên thần tháp tùng. Không chỉ ở trong nguyện đường, nhưng cả khu vườn bên ngoài. Một luồng sáng chói chang không thể tả chiếu rực lên trời. Ánh sáng ấy được hình thành bởi vô số các thiên thần. Có nhiều ngàn thiên thần tháp tùng. Không chỉ ở trong nguyện đường, nhưng cả khu vườn bên ngoài. Một luồng sáng chói chang không thể tả chiếu rực lên trời. Ánh sáng ấy được hình thành bởi vô số các thiên thần hát mừng Thiên Chúa và hoan hỷ trong nữ vương của các ngài. Cuộc hiện ra kéo dài tới 20 phút. Ngày 2 tháng 2 năm 1975, ngày lễ mến. Pho tượng thứ 3 và thứ 4. Mỗi pho tượng cao 1 mét và được đặt trong nguyện đường của chị Pierina Julie. Lần thứ 2. Ánh sáng từ trời lại chiếu xuống làm chứng rõ ràng Đức Mẹ cũng đích thân hiện ra thánh hiến hai pho tượng Đức Mẹ Thánh Du nữa. Từ đó hai pho tượng này đã thánh du suốt miền Nam Tyrol và tượng kia qua Thụy Sĩ. Ngày 2 tháng 3 năm 1975, tượng thứ 5 và thứ 6 được đặt trong nguyện đường của chị Pierina. Khoảng giữa ngày hôm ấy, chị Pierina thấy một luồng sáng kỳ diệu, lạ lùng đủ mọi sắc cầu vồng chiếu lung linh trên những pho tượng này. Lần này mẹ cũng hiện ra cho thấy và mẹ nói. Bất cứ nơi đâu mẹ tới, mẹ đem theo hồng ân Thiên Chúa rồi rào dư dật tới nơi đó. Một trong hai tượng này hiện ở Achafenbock. Tượng kia thì thánh du khắp miền Antotin. 9 giờ sáng ngày Chúa Nhật áo trắng, ngày 5 tháng 4 năm 1975, sau rất nhiều trục trặc, mệt mỏi và khó khăn của ngày Chúa Nhật tuyết lở. Hai pho tượng nữa, mỗi tượng cao 1 mét được mang tới chỗ chị Pierina, tượng thứ 7 và thứ 8. Khoảng 11 giờ sáng, trong một cuộc rước kiệu đền tội từ Fontanel tới một cây cầu nhỏ trên con đường mòn rồi rước trở về, khoảng cách chừng 2 km. Đường mòn rồi rước trở về, khoảng cách chừng 2 km. Trong cuộc rước kiệu thứ nhất này, người khênh kiệu là phụ nữ, trong đó có một nữ tu từ miền phụ cận Innsbruck ở Tyrol. Tượng Đức Mẹ hoa hồng màu nhiệm này gắn chặt vào một cái bệ cũng được đưa từ gia đình Ulrich tới. Một lãng hoa thật đẹp ở ngay chân tượng cũng được khênh theo với tượng. Lãng hoa này do những người hành hương Thụy Sĩ mang về từ vùng phụ cận thành Galen tới. Tất cả những ai tham dự cuộc rước kiệu này chắc hẳn còn nhớ rõ quang cảnh đó với niềm vui sướng kéo dài suốt cả đời cho tới muôn đời. Một trong những pho tượng này bây giờ đang thánh du xuyên khắp nước Áo, trước tiên qua Tyrol rồi tới Vienne. Vân vân. Pho tượng thứ hai vẫn còn đang ở Ý, Milan, Bergamo, Verona, Chen. Sau mỗi cuộc thánh du, tượng ấy lại được đưa về tới Montichiari để người ta cung nghinh trong những cuộc rước kiệu để đền tội ở Fontanel. Rõ ràng là Đức Mẹ rất coi trọng những cuộc rước đền tội như thế. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, 6 pho tượng thánh du nữa được đem tới nguyện đường của chị Pierina Julie. 2 tượng cao 1 mét và 4 tượng nhỏ cao 7 tấc. Trong ngày 12 tháng này, vào lúc 9 giờ tối, Đức Mẹ hiện ra và nói: Mẹ chúc phúc lành cho các pho tượng này, là các pho tượng thay mặt mẹ. Bất cứ nơi đâu mẹ tới, mẹ sẽ mang theo niềm vui mừng, sự bình an và hồng ân cho rất nhiều linh hồn.
Mẹ luôn luôn gần bên các con với sự che chở từ mẫu và phép lành đặc biệt của Thiên Chúa. Buổi sáng hôm sau, ngày 13 tháng 5 năm 1975, khoảng 7 giờ 40 phút sáng, Đức Mẹ lại hiện ra và phán: Pierina, hãy nói với tất cả những người hành hương tới đây hôm nay để làm vui lòng mẹ, rằng mẹ ban cho họ những ân sủng trọng đại, bởi vì họ đã an ủi thánh tâm con mẹ và cả trái tim mẹ nữa. Họ phải tiếp tục yêu mến hai trái tim rất thánh này và phải tìm cách quảng bá tình yêu từ mẫu mẹ cho các con cái khác của mẹ. Càng nhiều càng tốt. Mẹ yêu tất cả các con và muốn đem tất cả về trời, nơi các con sẽ nhận được phần thưởng mà chúng con đã đáng được và chung hưởng hạnh phúc vui vẻ đời đời. Phép lành của Thiên Chúa sẽ mãi mãi ở trong tâm hồn các con cái của mẹ. Từ đấy trở đi, 6 pho tượng Đức Mẹ Thánh Du này đã được Đức Mẹ hiện ra 2 lần để thánh hóa, đã và đang thánh du ở Áo và Đức. Nhiều và nhiều hơn nữa những pho tượng được tạo ra và được đem tới Montichiari để được chúc phúc rồi đưa đi thánh du nhiều miền khác nhau. Đức Mẹ hiện ra rõ ràng hoặc trong một số lần chỉ có tiếng nói của mẹ, như ngày 14 tháng 6, 12 tháng 7, 13 tháng 7 và chúc phúc cho các pho tượng qua sự hiện diện của mẹ. Mẹ cũng nói những lời như trong những trường hợp trước của mẹ. Mẹ cũng nói những lời như trong những trường hợp trước. Cho tới nay đã có 250 tượng Đức Mẹ Thánh Du. Tất cả những pho tượng này đều được đem đến Montichiari một lần, đều được Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng hiện ra một hay nhiều lần chúc phúc và thánh hóa. Đó là một bằng chứng hết sức thuyết phục về lòng từ ái của người. Đây là câu trả lời và sự đáp trả của người mẹ yêu thương, tốt lành hơn hết các bà mẹ trần gian và trên trời. Những nhóm cầu nguyện chung quanh Đức Mẹ Thánh Du. Ngày 8 tháng 9 năm 1974, khi những bích chương chống lại các cuộc hiện ra lại xuất hiện trên cửa nhà thờ chánh tòa Montichiari, Đức Mẹ đáp lại ngay bằng cả tấm lòng thương xót vô bờ và bằng tình yêu càng vĩ đại hơn. Ở Montichiari, ở nhà thờ chánh tòa, ở Fontanelle và trong nguyện đường của chị Pierina Julie, chắc chắn rằng rất nhiều người đã cầu nguyện và làm việc đền tội theo ý nguyện của mẹ Hồng Nhiệm. Số người hành hương lên đến con số rất lớn, nhất là trong những năm gần đây. Khi một trong những pho tượng thánh du của mẹ ngừng lại ở một tư gia, mẹ đã ban xuống nhiều hồng ân đặc biệt cho những người sống trong nhà ấy. Mẹ Hồng Nhiệm cũng hiện đến nhiều lần qua các tượng thánh du. Trong những lần đó, mẹ cũng có cùng một thái độ khiêm nhường, kêu nài và trang sức như pho tượng với 3 hoa hồng và cỗ tràng hạt mân côi trên tay. Nhưng tùy theo người có lòng sùng kính nhiều hay ít thì Đức Mẹ thật còn sống động, tuyệt vời, siêu phàm hơn gấp triệu lần so với pho tượng bằng gỗ. Hầu như lần nào cũng vậy, có 2 chị em Fatima theo hầu cận, đó là Francisco và Jacinta. Thường cũng có Đức Tổng lãnh Thiên Thần Raphael hoặc 10.000 Thiên Thần và các thánh tháp tùng. Một trong những dịp này Đức Mẹ phán: khi mẹ được rước đi dưới hình một tượng thánh du, tức là tượng hoa hồng màu nhiệm đến với dân chúng thì mẹ đã đến đó, cùng với các thiên thần và các thánh tháp tùng. Mẹ sẽ đứng gần dân chúng, che chở và chúc phúc cho họ. Cũng thế, khi mẹ thánh du đến một chủng viện, một tu viện hay một tư gia, mà mẹ được hân hoan đón rước cách vui mừng, yêu mến thì mẹ sẽ chúc phúc cho những nơi ấy và tất cả những ai cư ngụ ở đấy. Nhưng nhất là trong giờ chết,
Mẹ sẽ cận kề bên họ với ân sủng của Thiên Chúa và bằng tình yêu hiền mẫu mẹ. Đón rước Đức Mẹ Thánh du cách trọng thể. Đấng cứu chuộc nhân lành của chúng ta cũng phán những lời này với cùng người phụ nữ thánh thiện. Sốt sáng đó, khi trao tượng thay mẹ thiên đường, mẹ rất thánh của ta, thì linh mục hay người đại diện ngài, trước tiên hãy ban phép lành và nguyện rằng, hãy nhận lãnh tượng thánh du cao quý này, người vui mừng đến với chúng ta, những người đang cầu xin ơn trợ giúp, hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa. Hãy tiến dâng lễ vật hy sinh và làm việc đền tội thay cho hội nhưng lại gây trọng thương cho trái tim của ba ngôi cực thánh và trái tim của mẹ giáo hội. Đức Mẹ Hồng Nhiệm. Khi tượng Đức Mẹ Thánh Du đến nơi nào, thì trước hết, hãy đọc kinh, truyền tin, bảy kinh kính mừng và bảy kinh sáng danh. Để tôn vinh bảy sự đau đớn của Đức Mẹ. Khi tượng Đức Mẹ Thánh Du từ biệt đi nơi khác thì hãy đọc bảy kinh kính mừng và bảy kinh sáng danh để tôn vinh sự vui mừng của Đức Mẹ. Sau đó hãy hát Mẹ Maria. Xin mở rộng áo choàng mẹ hoặc các bài thánh thi nào khác kính Đức Mẹ. Rồi vị linh mục hay người đại diện ngài ban phép lành nhân danh mẹ. Hãy năng đọc lời nguyện này, lại Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội là nơi ẩn náu cho các linh mục và tu sĩ. Xin cầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Con số rất đông đảo dân chúng tham dự các cuộc hành hương này đã cầu nguyện, dâng lễ vật và làm việc đền tội. Đôi khi những cuộc rước tượng Đức Mẹ Thánh Du trở thành một cuộc khải hoàn vinh hiển. Tượng Đức Mẹ Thánh Du được cung nghinh, đón rước vào nhiều tu viện, nhưng cũng có một số nơi từ chối không để tượng mẹ vào. Một trong những lý do thông thường nhất người ta hay tu viện từ chối đón rước tượng Thánh Du Hoa Hồng Mầu Nhiệm là vì giáo hội chưa tuyên nhận là khả tín những hiện tượng Maria kỳ lạ ở Montichiari. Những người khác lý luận, dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã tôn kính Đức Mẹ rồi. Vậy thì điểm nào là điều đặc biệt của tượng Thánh Du Bông Hồng Nhiệm này? Câu trả lời có thể là thế này. Đối với mọi tín hữu công giáo thì chỉ có một mẹ duy nhất của Đức Chúa Giêsu. Một nữ vương thiên đàng duy nhất mà người ta ở đâu cũng có thể cầu nguyện được với trọn niềm tin tưởng và cũng được những ơn cứu giúp lớn lao. Có khi còn hết sức lạ lùng nữa. Nhưng có sự kiện là hàng bao thế kỷ qua, Đức Mẹ thường xuyên xuống trái đất khổ đau tội lụy này và người vẫn còn đến như thế. Nhất là trong thời đại khó khăn đặc biệt của chúng ta, để nên niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Thật không phải là vô ích khi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói những thời đại khó khăn, nhiêu khê cho giáo hội thì đồng thời cũng luôn luôn là thời kỳ đặc biệt có nhiều đoàn sủng. Nếu nữ hoàng thiên quốc hạ cố xuống nơi thế trần tội lỗi này và đích thân ban truyền những sứ điệp nghiêm trọng và xin người ta cầu nguyện, hy sinh đền tội, thì điều đó không được bỏ qua hoặc chế giễu. Vì luôn luôn khi đã được hứa ban những ơn phúc lớn lao thì việc chối từ những ơn thánh ấy chắc phải mang đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Dĩ nhiên, thực ra là ở nhiều tu viện và tư gia, người ta đã cầu nguyện và làm việc hy sinh theo ý nguyện của Đức Mẹ. Dù chưa được nghe thấy những cuộc hiện ra ở Montichiari hoặc đang chờ đợi sự công nhận của giáo hội về sự khả tín của những lần hiện đó. Đây là một thiết yếu, chắc chắn là có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Thật là một kinh nghiệm đầy an ủi là rất nhiều người đã vô cùng cảm động bởi sứ điệp và lời van xin của Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm và đã được thúc đẩy cầu nguyện, hy sinh, làm việc hăng hái hơn bao giờ hết. Đằng khác, Mẹ Hồng Nhiệm không chỉ đưa ra những đòi hỏi,
nhưng mẹ cũng ban lời hứa cao trọng đến độ khiến người ta sửng sốt. Nếu mẹ Thánh Du Hồng Nhiệm có ngẫu nhiên bị một tu viện hay tư gia nào đó từ chối với ý thức rõ ràng, mà ở nơi đó người ta vẫn cầu nguyện, hy sinh và làm việc đền tội thì chắc chắn nữ vương thiên đàng không bị xúc phạm vì sự từ chối này. Và mẹ sẽ vui lòng nhận lấy tất cả những hy sinh và kinh nguyện của họ. Nhưng nếu mẹ được vui mừng và niềm nở đón tiếp với trọn niềm kính yêu thơm thảo, và kết quả là nhiều kinh nguyện, có nhiều hy sinh được dâng hiến, thì điều đó làm mẹ càng được an ủi hơn và vui lòng hơn. Kinh nghiệm chúng ta đã có về Đức Mẹ Thánh Du là điều thực sự hữu ích. 1. Người ta kể lại là có một gia đình đã liên lỉ dâng lên trước tượng Mẹ Thánh Du những kinh nguyện trong suốt 6 tuần lễ. Việc này nảy sinh một câu hỏi, nếu không có tượng Thánh Du này thì hỏi người ta có đọc nhiều kinh, có cầu nguyện nhiều như vậy không? 2. Đức Mẹ mang đến niềm an ủi cho nhiều người. Có nhiều báo cáo về số lượng những phép lạ, các cuộc trở lại và những trường hợp được chữa lành đến sửng sốt. Sau đây là mấy thí dụ điển hình. Các điều dưỡng viên thuật lại rằng, chúng tôi có một nam bệnh nhân sắp chết. Ông ta không muốn nghe bất cứ điều gì về Thiên Chúa và không muốn cầu nguyện chi cả. Chúng tôi đặt tượng Đức Mẹ Thánh Du vào phòng bệnh của ông và bảo ông, nào, hãy để xem ông làm gì với pho tượng này. Rồi chúng tôi để pho tượng lại phòng bệnh. Khi chúng tôi trở lại, thì thấy ông ta đã hoàn toàn thay đổi. Sau 59 năm trời xa cách Thiên Chúa, ông đã tìm ra đường trở về với lòng thương xót vô cùng của Chúa, đã sốt sắng chịu các phép bí tích sau cùng với lòng mến mộ sâu xa. Sau đó ít lâu, ông ta đã qua đời bình an trong Chúa. Và chẳng bao lâu sau chúng tôi gặp trường hợp tương tự, đó là việc người được ơn trở lại với sau hơn 30 năm xa cách Chúa và sau đó được đón nhận cái chết một cách bình an thanh thản. 3. Hai trường hợp được ghi nhận là những cha mẹ tuyệt vọng đến khẩn xin cùng hoa hồng mầu nhiệm cho con cái họ. Những kẻ đã nghiện ma túy nặng, họ đã được nhận lời. 4. Không ngờ từ khắp nơi có đông đảo những người xin đón nhận tượng Đức Mẹ Thánh Du đến thế. Đã có 250 tượng rồi. Thế mà những người tạc tượng làm ra được pho tượng nào thì người ta đòi xin ngay pho tượng đó. Nhiều. Rất nhiều người xin được nhận tượng để tôn kính tại tư gia. Nhưng những yêu cầu này chưa thể đáp ứng ngay được. Vì trước tiên điều mà Mẹ Thiên Chúa kính ái mong muốn phải được thực hiện đã. Người muốn Thánh Du nghĩa là hành hương từ tu viện này tới tu viện khác, từ thánh đường này đến thánh đường khác. Mẹ không chỉ muốn trở thành một khách hành hương, mà là mẹ giáo hội. Những điều ghi chú về tượng Đức mà là mẹ giáo hội. Những điều ghi chú về tượng Đức Mẹ Thánh Du. Con số các pho tượng Đức Mẹ Thánh Du được người ta tạc nhiều thêm mãi. Trong quá khứ, nếu có thể, những pho tượng ấy được đưa tới Montichiari trong niềm hy vọng, trông cậy và khẩn cầu Đức Mẹ thực hiện điều đó mà chúng ta không thể đòi hỏi. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi mẹ đã từng thánh hóa và đích thân chúc lành cho nhiều pho tượng đến thế trong các cuộc hiện ra của mẹ. Nhu cầu về những tượng thánh này rất lớn, đến độ khó có thể hy vọng đáp ứng đầy đủ cho tất cả mọi ước mong và thỉnh cầu. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 1975, một pho tượng Đức Mẹ Thánh Du cao 1 mét, tượng thứ 50 đã được gửi tới Đức Thánh Cha Phaolô VI. Pho tượng đó rất có ý nghĩa đối với Ngài và đã ban cho Ngài nhiều ơn trọng.
những pho tượng thánh du hoa hồng màu nhiệm cần có mặt trên khắp thế giới. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta thực hiện hoàn toàn ý muốn của mẹ hoa hồng màu nhiệm là cầu nguyện, hy sinh và đền tội theo ý chỉ của Từ Mẫu. Thực hiện như thế là chúng ta đã làm vui lòng thỏa dạ người lắm. Vì chính như đã nói, như thế là chúng ta an ủi thánh tâm con yêu dấu mẹ và trái tim rất thánh mẹ vậy. Đấy cũng là điều an ủi khôn tả cho chúng ta trong giờ sau hết của đời mình.